Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi ngồi ở ngoài cái không gian này. Tôi muốn nói với quý vị và các bạn một cái vấn đề về nhân văn. Tôi có biết một cái vị khách hàng, ông trong một cái quần áo cũng hơi nhếch nhác đến văn phòng, và ông bảo rằng là cô Thu phân tích cho tôi thế nào là tặng cho, thế nào là di chúc. Và tôi đã giúp vị khách hàng này phân tích, và hôm nay thông qua cái phân tích này tôi sẽ tặng đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc đã hơn một lần tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn di chúc là gì, di chúc có phát sinh hiệu lực khi nào. Và cũng cái vấn đề đó tôi sẽ nói về hợp đồng tặng cho. Chúng ta quay trở về vấn đề tặng cho. Thì thưa quý vị và các bạn, cái hợp đồng tặng cho nó giống như một cái hợp đồng mua bán, một cái hợp đồng chuyển nhượng đó. Chúng ta cho bên còn lại với giá là 0 đồng. Và vì chúng ta giữa cái người cho là người ba và người nhận là người con, cho nên thời điểm tặng cho hoàn tất khi mà đứa con của mình nó đã sang tên đăng bộ, sang cái tên của nó, có thể là trập nhật trăng tư, có thể là đổi mới. Đó là cái vấn đề đó. Và khi người con này đã được đăng bộ sang tên thì người con này cũng giống như bất cứ một cái người nào có giấy tờ nhà đất khác, họ được quyền định đoạt cái tài sản này. Ví dụ, tôi cho rằng hôm nay là tháng 8, ngày 1 tháng 8 năm 2018. Ông A, ông đã tặng cho con và ra phòng công chứng là bên thuế sang tên đăng bộ, sang tên của người con. Ngày 1 tháng 9 năm 2018, người con đã có tên. Thì như vậy, sau khi mà đã tặng cho người con rồi thì người con có quyền mua bán, định đoạt, cầm cố, thế chấp, những cái quyền mà quy định pháp luật công nhận. Còn đối với trong trường hợp di chúc thì tôi cũng phân tích cho ông về hai hướng. Di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người có tài sản chết. Ví dụ, hôm nay cũng lấy ngày lập di chúc là ngày 1 tháng 8 năm 2018, thì đến ngày 1 tháng 8 năm 2025 vị khách hàng của tôi mới chết, thì tại thời điểm đó cái di chúc này nó mới phát sinh hiệu lực. Vậy thì cái quyền tự định đoạt tài sản nó vẫn còn nằm ở cái người có tài sản. Như vậy hai cái chế định, hai cái quan hệ hoàn toàn khác nhau. Và như vậy, trong khi mà mình lập một cái di chúc này, mình có quyền thay đổi cái di chúc. Thậm chí là bây giờ, hôm nay tôi có hai đứa con, tôi lập di chúc cho hai đứa. Tuy nhiên một đứa thì lại bất hiếu, cho nên tôi lại thay đổi cái di chúc và tôi lập lại cái di chúc cho người còn lại. Tôi lập cái di chúc cho người còn lại. Hôm nay tôi có một cái duy nhất, một cái tài sản. Tôi đã lập cái di chúc này cho người con của mình. Tuy nhiên rằng bây giờ người con của mình lại không có đàng hoàng, cho nên mà tôi thì lại khó khăn, tôi cần tiền để chữa bệnh, cho nên tôi lại bán cái tài sản này. Và các bạn biết không, tới năm 2025 tôi chết thì tôi không còn tài sản, tôi trở thành vô sản. Như vậy, qua cái phân tích này, luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn, các ông cha, các bà mẹ lập một cái di chúc thì phải hiểu được di chúc và hợp đồng tặng cho khác nhau ở chỗ nào. Sắp tới thì tôi sẽ làm một cái hướng dẫn di chúc cần có những thủ tục nào.
Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đón nghe nha.